giữa hàng triệu nội dung mà các nền tảng trực tuyến tiếp nhận mỗi ngày. Để thu hút người xem, các nhà sáng tạo nội dung số buộc phải có gì đó thật độc lạ. Video về thế giới vô hình ma quỷ, do đó nở rộ với những khoản tiền từ hàng triệu lượt xem chảy về túi nhà sáng tạo, bất chấp hệ lụy nhan nhản những hình ảnh ám ảnh người dùng trên các nền tảng. Hành trình săn ma của các YouTuber, TikToker, Facebooker chủ yếu ở những địa điểm hoang vu hẻo lánh. Các nhà sáng tạo nội dung số cũng khéo léo chọn các tựa đề vừa tò mò vừa sợ hãi như cổ quan tài trong dinh thự bỏ hoang, ma nữ ẩn mình trên cây xoài, xe Sipo trong nhà mồ, oan hồn dưới gốc cây mận, v.v. Điển hình như mỗi video kể chuyện ma của tài khoản LC, hơn 1,6 triệu lượt theo dõi trên TikTok, không quá 10 phút nhưng thu hút từ vài trăm ngàn đến hơn 17,5 triệu lượt xem. Công thức để LC sở hữu những video triệu view cũng không quá khó. Chịu khó đến những địa điểm như nhà hoang, bệnh viện bỏ hoang, nhà mồ, nhà lưu cốt để quay. Đầu tư hơn cho hành trình săn ma, mỗi video của tài khoản LHN, chủ kênh CMHTTT có trên 4 triệu lượt theo dõi trên nền tảng YouTube. Được quay bằng thiết bị quay phim 4K có độ sắc nét gấp 4 lần Full HD. Flycam với những góc máy hoành tráng, nhưng không khác gì LC. Ngoài hình ảnh đẹp từ thiết bị quay chuyên nghiệp, thì chuyện ma quỷ chỉ qua lời kể của N hoặc một vài người dân địa phương. Mỗi video được lồng ghép chuẩn như phim, những khung cảnh hoàn toàn không có bóng người và im lặng tuyệt đối. Bất chợt xuất hiện tiếng bước chân, âm thanh gió hú kỳ lạ. Chị Hoàng Thị Thanh Thủy, 37 tuổi, ngụ quận 5, thành phố Hồ Chí Minh kể: đi học về tụi nhỏ hay mượn điện thoại ba mẹ để coi TikTok. Cũng chiều con nên tôi đưa, có lần coi xong con khóc và hễ tối mà trong nhà chưa kịp mở đèn thì sợ và la hét. Hỏi ra mới biết tụi nhỏ lướt TikTok hay coi video nhà ma, sợ tới mức ám ảnh dù là đang ở trong nhà có ba mẹ. Sau hàng loạt video săn ma, khi nền tảng TikTok thêm tính năng bán hàng, LC nhanh chóng giới thiệu sản phẩm vòng tay phong thủy. Để thêm uy tín, tài khoản này còn làm hẳn 3 video nói về chuyện mình bị vong nhập trong quá trình đi quay ở các nhà hoang và cách hóa giải chính là việc đeo vòng tay phong thủy. Không bán hàng như LC, tài khoản LHN kiếm tiền từ lượt xem của người dùng mạng xã hội. Vì nền tảng YouTube từ lâu đã bật chế độ kiếm tiền tại thị trường Việt Nam, nhưng để tăng thêm nguồn thu nhập, N để hẳn số điện thoại và số tài khoản trên kênh của mình và kêu gọi sự ủng hộ từ người xem nếu thấy các video của kênh hấp dẫn. Sự phủ sóng của các video hô ma gọi quỷ kiểu này cũng là một xu hướng trong hàng triệu xu hướng của nền tảng số, nhưng kiểm duyệt để giới hạn độ tuổi tiếp cận hay lo lắng những tác động của nó ảnh hưởng đến tâm lý, tinh thần người xem thì hẳn phải cần một biện pháp mạnh hơn tiêu chuẩn cộng đồng mà các nền tảng mạng xã hội đang đặt ra. Sáng ngày 18 tháng 10, ông Ngô Tấn Lạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn đã xảy ra sạt lở làm sập một phòng học thuộc điểm trường Tắc Cui, trường tiểu học Trà Cang, thôn 5. Mặc dù trước đó xã đã phát hiện nguy cơ sạt lở tại vị trí này và đã chủ động triển khai phương tiện máy móc giải quyết khối lượng sạt lở, nhưng do nền đất yếu, đất liên tục sạt trượt lượng lớn nên làm đổ tường. Sự việc xảy ra vào ban đêm nên không có giáo viên học sinh bên trong. Thống kê sơ bộ từ các địa phương gửi về văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, sáng ngày 18 tháng 10 đã có 86 trường học từ mầm non đến trung học phổ thông phải cho hàng chục ngàn học sinh nghỉ học để tránh lũ. Trong khi đó, sáng nay, đường Hồ Chí Minh qua xã A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế bị sạt lở tại km 392, hướng A Lưới đi Quảng Nam bị ách tắc giao thông. Theo thống kê, huyện Nam Trà My có nhiều cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng, trong đó có công trình kè, sân thể thao của nhà văn hóa xã Trà Dơn, sân vận động xã Trà Dơn. Các nhà khoa học của Việt Nam đã trình ra Đại hội Lúa gạo Thế giới, một bộ giống lúa của Việt Nam có những đặc tính mà nhiều nước trồng lúa trong khu vực mơ ước. Theo đó, tại Đại hội Lúa gạo Quốc tế đang bước vào ngày làm việc thứ hai và kéo dài đến ngày 19 tháng 10, Tiến sĩ Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long đã trình bày dự án tuyển chọn và phổ biến các giống lúa chịu mặn cải tiến. Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long đã tiếp nhận khoảng 40 dòng lúa chống chịu mặn từ các trung tâm nghiên cứu lúa gạo quốc tế.
qua thử nghiệm ở Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau cho thấy hai giống lúa tốt nhất sẽ tiếp tục được thử nghiệm trên diện rộng trước khi đưa vào sản xuất tại Sóc Trăng, địa phương chịu ảnh hưởng xâm nhập mặn nhiều nhất của Việt Nam. Tối ngày 17 tháng 10, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin vụ cô gái bị sát hại trong cửa hàng quần áo trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 17 tháng 10, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo về việc khoảng 14 giờ 50 phút cùng ngày, tại cửa hàng quần áo Wubin, địa chỉ số 276 đường Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, xảy ra án mạng. Nạn nhân là nữ, sinh năm 1996, ở Phú Cường, Đại Từ, Thái Nguyên. Nhân viên cửa hàng đang tạm trú tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh. Quá trình điều tra, bước đầu xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1986, trú tại tỉnh Thái Nguyên, đã có vợ và hai con đang sống tại Thái Nguyên. Theo lời khai của các nhân chứng, Hiệp nhiều lần đến gặp nạn nhân tại cửa hàng vào các buổi trưa, chưa rõ mối quan hệ cụ thể. Thời điểm xảy ra vụ việc, Hiệp đến cửa hàng gặp nạn nhân nói chuyện, sau đó cả hai cãi nhau. Hiệp dùng dao nhọn đâm 8 nhát vào vùng đầu, cổ, ngực, bụng, làm chị này tử vong tại chỗ. Gây án xong, Hiệp điều khiển ô tô taxi hãng Mai Linh màu xanh, biển kiểm soát 99E00259 bỏ trốn. Các lực lượng chức năng sau đó tìm thấy chiếc ô tô có đặc điểm như trên đổ trên cầu Thanh Trì, địa bàn thành phố Hà Nội, thu giữ trên xe một điện thoại di động, một ví da có giấy tờ tùy thân của Hiệp. Theo các nhân chứng, khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày xảy ra vụ việc. Một nam thanh niên lái chiếc ô tô trên đổ trên cầu Thanh Trì, sau đó nhảy xuống sông Hồng. Ngày 18 tháng 10, xác nhận từ trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh và phòng giáo dục đào tạo quận Tân Bình, cô S, giáo viên đánh gãy xương ngón tay học sinh vào hôm ngày 4 tháng 10, đã nhận quyết định kỷ luật theo hình thức cảnh cáo. Quyết định kỷ luật bắt đầu áp dụng từ ngày 16 tháng 10 năm 2023, thời gian kỷ luật trong vòng 12 tháng. Nguyên nhân áp dụng hình thức kỷ luật nói trên là do giáo viên có hành vi chưa chuẩn mực, gây thương tích cho học sinh. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên giáo viên này có hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, nên hội đồng kỷ luật quyết định áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo. Trước đó, chiều ngày 4 tháng 10, đi học về, một học sinh lớp 1 trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi nói với phụ huynh bị đau nhiều ở bàn tay phải do bị giáo viên chủ nhiệm dùng cây gõ nhạc cụ đánh vào mu bàn tay trong sáng cùng ngày. Kết quả chụp X quang cho thấy em bị gãy xương ở vị trí nền của xương đốt ngón thứ tư bàn tay phải. Sáng ngày 18 tháng 10, Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lúc 4 giờ sáng nay tại cầu Sa Mu, quốc lộ 9 qua địa phận khóm 2, thị trấn Ca Rông Ca Lang, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, phối hợp với Công an huyện Đắk Rông, bắt quả tang Trần Thanh Long, sinh năm 1996, trú tại thôn 5, xã Do Hải, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị, điều khiển ô tô có hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm là pháo hoa nổ từ biên giới về nội địa. Tang vật thu giữ gồm 182 hộp hình vuông, bên ngoài có nhiều hoa văn chữ nước ngoài. Đối tượng Long khai nhận trong đó có 20 hộp pháo hoa nổ loại 36 ống một hộp, 162 hộp pháo hoa nổ loại 49 ống một hộp. Tổng trọng lượng của toàn bộ số pháo hoa nổ khoảng 290 kg. Trước đó tại thôn Bích La Đông, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đội trinh sát đặc nhiệm đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo bắt quả tang Lê Quang Lộc, sinh năm 1976, trú tại thôn Bích La Đông, tàng trữ 6 hộp pháo trọng lượng khoảng 10 kg.